Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ $3.50. Cậu Lãnh Hoàng Trọng Tùy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Một điều mà chúng tôi rất là quan tâm đó là mỗi sáng thứ hai khi gửi đến tin tức cho quý vị đó, là bởi vì sau một cuối tuần đó, là đa phần những cái tin tức nổi bật được đưa lên vào sáng thứ hai đó là toàn là vụ bắn chết người vào hôm cuối tuần thôi. Nó khổ như thế, Ngọc Lan cũng rầu lắm, chúng tôi cũng rầu lắm, bởi vì muốn đi tìm những cái tin tức nó lạc quan, nó vui vẻ hơn để gửi đến quý cái tính giả. Và khổ đó là chúng tôi muốn có những cái tin mới, những cái tin cập nhật mới nhất vào buổi sáng, phải không? Thôi thì để làm nguội lại những cái tin tức mà chết người vẫn có, những cái tin tức mà ẩu đả rồi trong gia đình là cãi nhau rồi bắt cóc con nít đủ thứ chuyện. Thì thôi thì cho thêm hương vị vào buổi sáng, gửi đến quý vị một cái tin tức thì chúng ta cũng đọc chung với nhau thôi. Trên Yelp có một điểm á, khi quý vị đi tìm đến một cái chỗ nào lạ đó, quý vị muốn đi tìm một cái nhà hàng, một cái tiệm cà phê, một cái nơi bán ice cream hoặc là tiệm bánh á, thường là quý vị có thể vào trong Yelp là thú vị nhất. Bởi vì như Facebook á, những người mà ăn rồi họ mới lên trên Yelp và thậm chí họ chụp hình luôn và họ cho 5 điểm, 3 điểm, mấy cái store đó hả, họ báo cho biết. Cho nên thường á, là chúng tôi đến một cái nơi lạ đó, chúng tôi cứ bấm vào Yelp và thậm chí ở địa phương mình luôn nữa, mình bấm vào để xem. Đôi khi nó đúng, đôi khi nó sai, nó tùy theo cái vị giác của mỗi người. Thí dụ như là tiệm nhà hàng, tiệm phở đó, hoặc là tiệm ăn, tiệm tàu đó, nhiều khi gieo nó khen mà mình cũng hơi nghi ngờ, phải không? Đến và ăn cũng thấy không đúng như thế. Tuy nhiên mới đây gieo họ thăm dò tất cả những cái tiệm bán ice cream, bán cà lem trên khắp nước Mỹ luôn, để họ xem cái tiệm nào được nhiều người khen ngợi nhất. Thì không ngờ ở quận Cam, ở Costa Mesa, có một tiệm mang tên là Confetti nè, bán cà rem ngon nhất, ngon nhất California, kinh khủng như thế đó. Chúng tôi nghe chúng tôi hết hồn luôn, chỉ tưởng là con nhất quận Cam thôi mà họ so sánh và được những người khen ngợi nhất đó. Thì đây là tiệm Confetti nằm ở trên đường Baker gần với Costa Mesa. Chúng tôi thấy để xem coi cái khu vực nào. Ở nơi đây đó. Ngọc Lam mới thắc mắc lắm, Ngọc Lam mới bấm vào thì Ngọc Lam mới nói gia đình này hai vợ chồng trông có vẻ như người châu Á ha. Cũng có nét chủ Việt nhân. Nam lắm. Tại vì không thấy để tên, cũng không để tên luôn nữa. Chỉ nói là từ năm 2012 chuyên môn bán ice cream đến giờ phút này, và họ có nhiều loại ice cream lắm. Đặc biệt là Italian. Và quý vị, cà lem của Ý đó, nổi tiếng là ngon nhất trên thế giới. Họ nói rằng đến Ý mà không ăn cà lem thì cà lem thì không thể nào mà gọi là đi Ý được. Cho nên quý vị đến Ý là quý vị phải ăn cà lem. Thì tại sao kêu cà lem? Tại vì Ngọc Lan nghĩ khi mà nói là ăn cà lem là Ngọc Lan nghĩ nó ra là cái que đó, tức là cái cà lem mà trong cái cây để mình ngậm mình ăn á. Còn cái kem, cái cà lem vô cùng dễ cái thương. Kia đó, cái kem mà mình múc ăn hay là nó vô cái bánh gọi cái là khôi, ăn kem. Thì là ăn kem. Còn cà lem tức là khi nghe nó chỉ cà lem là hình dung nó những cái kem que thì kêu cà lem. Tôi chỉ nhớ vì ngày xưa hồi nhỏ xíu á, là chỉ được ăn cà lem thôi. Cà lem đúng rồi, cái cây cà lem. Mà cà lem chuối không nhớ không? Kem chuối. Cái đó kem chuối, còn cà lem đá bào. Okay, nó là chỉ đá thôi, mình đúng hồi nó còn cái cục nước đá thôi. Trong này flavor thì quá nhiều luôn thưa quý vị nè. Họ có 3 loại hả, soft serve nữa. Họ nói trong số này pineapple dough whip
là ngon lắm thì mình thử đi. Hôm nào quý vị có ai đến để thử cho chúng tôi biết. Ice cream thì là nhiều lắm, Italian ice nữa, đá nhạnh á, đá nhạnh, yeah. các loại mùi vị đủ hết. Và sắp tới hè rồi, cho nên du khách tụ tập về đông kinh hoàng luôn. Ô, tin vui đó là nửa đêm thứ bảy sang sáng thứ chủ nhật vừa rồi đó, là tất cả các du khách ở ngoại quốc vào Mỹ không cần chứng minh gì nữa hết, không cần chứng minh COVID gì nữa hết. Thì COVID đó là bởi vì cái áp lực của các hãng hàng không, cho nên cuối cùng thì CDC cũng phải thuận theo. Với lại họ nhìn thấy bây giờ khẩu trang rồi chích ngừa rồi cái chuyện đó nó xong hết rồi, khắp nơi trên thế giới họ mở lại hết, du lịch hết tất cả rồi. Cho nên thôi thì đâu có còn cấm làm gì nữa, để cho nó dễ dàng cho du khách vào đây. Nhiều người nó muốn tới Mỹ mà họ nói ồ, nếu mà rườm rà quá thì họ cũng né. Cho nên cuối cùng thì các hãng hàng không áp lực với chính quyền của ông Biden. Nhưng mà cơ quan CDC nói rằng họ vẫn theo dõi trong vòng 90 ngày tới để xem coi tình hình nhiễm bệnh như thế nào. Nó vẫn có nhưng mà càng ngày càng giảm đi nhiều. Với lại những cái phương cách mà chữa trị đó, cho dù có bệnh thì chúng tôi cũng nghe thấy bạn bè cũng bị bệnh nhiều lắm á, cũng còn tiếp tục thôi, nhưng mà họ không có bị quá nặng phải nhập bệnh viện. Họ vẫn cách ly trong nhà 7 ngày 10 ngày gì đó rồi hết bệnh. Thì đó cũng là cái tin tức liên quan đến du lịch mùa hè. Và nói đến du lịch mùa hè thì cái số người du khách vào Mỹ cũng sẽ gia tăng. Chúng tôi nhìn thấy hàng ngày trên đại lộ Harbor của Disneyland khủng khiếp luôn. Trong thời gian qua, nhiều tuần lễ vừa qua, bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 trở đi đó, là vào đây chờ đợi cũng đã 50 phút, 1 tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải 40-50 phút. Thì Ngọc Lan cũng đã đi qua để tường trình rồi, thấy rằng vẫn đông khủng khiếp luôn. Và vào mùa hè thì 3 ngày đi Disneyland thậm chí cũng không đủ luôn, bởi vì cái thời gian mình chờ đợi quá lâu nữa. Ngọc Lan ha. Ai có tiền thì mua cái vé mà đi nhanh đó, thì thường nó gấp 3 lần cái vé bình thường. Một tin cũng lạc quan cho ngày hôm nay, đó là bắt đầu từ ngày hôm nay thì nguyên cái quận hạt Los Angeles sẽ phát thức ăn miễn phí cho các em học sinh. Mà phát tới trường học đóng cửa rồi thì sẽ cung cấp các bữa ăn đó ngay tại các công viên. 46 công viên ở trên Los Angeles County bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ cung cấp thực phẩm cho các em. Những cái công viên này á, quý vị vào website thì sẽ biết được cụ thể tên các công viên, từ 46. Nhưng mà mình chỉ cứ hình dung rằng là những công viên này nó rất là gần những trường học mà con em quý vị đang học, nhất là những em mà tiểu học. Bắt đầu từ trưa cho đến 1 giờ trưa là họ sẽ cung cấp các cái phần ăn, gọi là những cái phần ăn ăn nhẹ, phần ăn trưa chứ, rồi sau đó thì từ 3 đến 4 giờ chiều thì sẽ có thêm những cái phần ăn nhẹ. Chương trình này sẽ cung cấp kéo dài cho đến hết tháng 8. Nhưng mà có 2 ngày, quý vị nhớ là các bữa ăn này sẽ không có được cung cấp, đó là ngày 20 tháng 6 và ngày 4 tây tháng 7. Hai ngày đó thì không có các bữa ăn. Những em mà dưới 18 tuổi đó thì các em cứ việc đến đó rồi các em nhận cái phần ăn thôi, người ta không có đòi hỏi bất kỳ một cái lý do gì hết. Cái chương trình này là do Sở Công viên Giải trí của LA cùng với lại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, rồi Bộ Giáo dục Tiểu bang, cũng như là Hội đồng Giám sát LA và cái cơ quan y tế của LA tổ chức để giúp cho các em học sinh. Bởi vì họ nói là cái chuyện mà ăn uống đầy đủ nó cũng sẽ góp phần để mà giảm đi, giảm thiểu những cái tình trạng mà bệnh tật bây giờ. Rồi nhất là trong cái thời mà ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn, cho nên là cái chuyện mà cung cấp bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Vừa ăn trưa đã nói là họ cung cấp là từ trưa cho đến 1 giờ là bữa ăn, phần ăn chính, rồi 3 đến 4 giờ là những cái phần khẩu phần ăn phụ thêm cho các em, thì nó giúp giảm đi những cái ảnh hưởng về trí não vân vân. Ngọc Lan thích ăn bánh ngọt không? Thích. Tôi cũng thích lắm, chắc ai cũng thích cả. Thêm chi tiết liên quan tới California có chiếm hai hạng. Có hai tiệm bánh ngọt ngon nhất nước Mỹ, không phải California mà ngon nhất nước Mỹ. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.